Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon Auto HHD CL2 có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và em là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ giới thiệu và cũng như lên sóng một cái sản phẩm có thể nói là rất là hot và cũng như là đẹp trong cái tầm giá trên 600 triệu một chút mà chúng ta muốn sở hữu một chiếc xe Đức thì em nghĩ khó thể bỏ qua lựa chọn này. Đó là mẫu BMW 320i model 2013, chiếc xe một chủ từ đầu, biển số Hà Nội. Chiếc xe này của em thì đã chạy được 10 vạn km, tức 100.000 km nhá. Nhưng mà chiếc xe còn thật sự rất là chất và mới. Thế cho nên là em sẽ làm một cái clip ngắn để giới thiệu và cũng như là báo giá chi tiết đến quý vị, anh chị, những người đang có nhu cầu tìm cho mình một cái dòng xe Đức trong tầm giá. Các bạn có thể thấy là đối với phiên bản form mới này thì kiểu dáng nó đẹp hơn rất nhiều rồi. Đấy, lối thiết kế quả thận tương xứng này, hệ thống đèn pha bi xenon hỗ trợ góc đánh lái rồi, tăng cường hiệu suất ánh sáng này. Dàn lốp thì được gia chủ trước họ nâng cấp lên dàn lốp Michelin rất là đẹp, rất là ngon, chạy cực kỳ êm ái và gầm bệ chắc chắn luôn. Chiếc xe của em thì có màu ngoại thất là màu đỏ, nội thất màu kem, một trong những cái gam màu khá là hot của BMW hay là mẹt. Đấy, đây, dàn lốp còn rất là mới này các bạn này. Đương nhiên là không thể tránh được một vài các cái vết xước nhỏ nhé, đây này. Vì chiếc xe là em cũng nói là chiếc xe mộc mà, vừa mới mua về, và Hà Nội thì đang trong thời kỳ giãn cách cho nên là khả năng chiếc xe này thì cũng phải hết thời gian giãn cách thì bên em mới spa vệ sinh cũng như là làm đẹp lại cho chiếc xe một chút. Đây, dàn lốp cũng còn rất là mới luôn, dàn lốp Michelin mà, rất là mới đấy. Lá răng thì 4 quả lá răng. Dàn lốp này thì là dàn lốp run flat nhé các bạn nhé. Form mới rất đẹp rồi. Đấy, kiểu dáng biển số cũng rất là đẹp luôn, biển một chủ từ đầu này. Đấy, 58680, kể ra mà nó là 58686 nữa thì thôi thì chắc là hết bài luôn đấy ạ. Đấy, nội thất màu kem, dàn lốp cực kỳ mới. Đây, em rất ưng là bác gia chủ này khá cẩn thận, rất là cẩn thận luôn, đầu tư dàn lốp mít rất là ngon, màu đỏ, nội thất kem. Đấy, đây, nội thất bên trong còn rất là mới nhé các bạn nhé. Để được đánh giá thì em Hoàng đánh giá là nội thất của BMW nó bền hơn so với nội thất của mẹc, từ những cái phần tắp lô, tắp bi nhá. Đấy, hay là từ những cái phần cụm công tắc này của nó rất là đanh và ít khi nó bị hỏng. Nó không như là ông mẹc là nó hay bị bay hết cả cái nút rồi là các cái phím viếc này của nó bay hết. Đấy, một chiếc xe này thì là cũng là gia chủ đi một chủ từ đầu và chạy chuẩn 10 vạn km cho nên là em nghĩ là đối với một chiếc xe Đức thì 10 vạn km nó chưa thấm thoát vào đâu. Cửa gió hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ hai cũng còn rất là mới nhé. Da thì toàn bộ là da Dakota xịn luôn nhé các bạn nhé. Thảm 4D 5D rồi. Đây, từ những cái phần ổ khóa này nó vẫn còn ánh lên rất là đẹp luôn, mặc dù là chưa spa. Khoang cốp của chiếc xe này cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Nếu như mà một gia đình chúng ta sử dụng để đi cung đường dài có thể để được tầm khoảng từ 5 cho đến 6 chiếc vali. Đấy, rất rộng rãi. Form này thì chưa có đá cốp như 2016. Đây, hàng ghế thứ hai này, la phông trần cũng rất là đẹp nha các bạn nhé. Nội thất màu kem mà, luôn luôn đem lại cho chúng ta một cái khoảng sáng bên trong nội thất, nó nhìn trông sang xịn mịn hơn. Hay kể cả là những màu này, gam màu này thì chị em phụ nữ cũng rất là thích ạ. Đấy, đây, ghế lái này còn rất là mới luôn các bạn. Thật sự luôn, cái mặt ghế ấy còn rất là mới, vì toàn là da ngon mà, da xịn mà. Ok, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào bên trong khoang nội thất để cùng đánh giá chiếc xe này cùng với Hoàng. Đó, chiếc xe này thì bên Hoàng vừa mới lấy về và Hoàng tranh thủ quay luôn, quay mộc luôn. Đấy, có sao là chúng ta quay vậy để cho nó dễ. Đây, chiếc xe thì hiện tại thì đang báo cái cảm biến áp suất lốp này hình như là của một cái lốp đằng sau bên lái. Đây, một chiếc xe chạy 10 vạn km. Tuy nhiên, này, cái vô lăng của nó còn rất là bền nhé các bạn nhé. Hoàng không thể nói là mới được nhưng mà nó rất là bền. Cái da của BMW này, đấy, nó chỉ gọi là có sự hao mòn một chút thôi. Một chút thôi. Còn đây, tất cả những cái phần vân này của nó còn rất là mới. Cruise control đầy đủ nhé, điều khiển bằng giọng nói này. Đây, chiếc xe đã chạy được 107.000 km. Đấy, mọi thứ là nguyên zin, từ các cái phần táp lô này của nó này. Thường thì đa phần những cái chiếc xe đời này thì đa phần táp lô là nó cũng hay bị rộp. Thế nhưng mà chiếc xe này thì gia chủ lại khá là cẩn thận khi mà để xe dưới hầm, cho nên là mới giữ lại được cái phần nội thất nó còn mới như thế này. Đấy, các cái phần vân bạc này của nó vẫn là sơn zin nhé các bạn nhé. Đấy, đèn tự động hết rồi, đèn auto tự động hết rồi. Màn hình giải trí thì vẫn là màn hình giải trí nguyên bản theo xe thôi. Bác nào thích thì có thể về nâng cấp thêm một cái màn hình NBT, nâng cấp lên có cả kết nối CarPlay rất là ngon. Điều hòa tự động hai vùng rồi, chìa khóa thông minh rồi. À, chiếc xe này thì đã được bác gia chủ trước nâng cấp lên thành chìa lá rồi các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, hai chìa đầy đủ. Bác gia chủ này cũng rất là một trong những người khá là biết chơi về BMW đấy. Đấy. 3 chế độ lái, có chống trơn trượt, cần số điện rồi. Sang đến đời này, động cơ N20 thì nó chạy thoát máy hơn và mã lực động cơ khỏe hơn rất nhiều. Đấy. Này, nó chỉ có hơi tiếc một điều là nó các cái phần ấy này thì nó hơi bị chóc một chút, thì bên Hoàng sẽ spa lại, vệ sinh lại, làm đẹp lại, trả lại vẻ đẹp nguyên bản cho chiếc xe. Đấy. Ok, chúng ta hãy cùng vào xem mật khoang động cơ nhé. Đánh giá một chiếc BMW 100.000 km rồi thì nó còn được những cái gì, nó còn ngon hay không. Như Hoàng vừa nãy trải nghiệm thì chạy chiếc xe này máy nó rất là thoát và bốc, thật sự là như vậy. Và chỉ cần một cú đạp ga nhẹ mà thôi, nhưng mà chiếc xe đã gần như là dính lưng rồi. Đây, chúng ta hãy cùng đánh giá. Đây là được công nghệ động cơ Twist Tower Turbo, công nghệ N20, một trong những công nghệ động cơ mới của BMW nhé. Áp dụng đến năm 2016-17 nó vẫn sử dụng công nghệ động cơ này. Đấy. Và đến bây giờ nó vẫn dùng, nhưng mà có sự tinh chỉnh hơn rồi nhé. Đây, các cái phần ví dụ như là ốc chân máy này các bạn này. Đây, các bạn thể thấy đây. Đấy, ốc chân máy của nó vẫn còn nguyên zin nhé các bạn nhé. Mặc dù là Hoàng chưa spa vệ sinh gì đâu, nhưng mà nó còn rất là zin và mới. Từ những cái phần chi tiết nhỏ nhất, ốc cụ giảm sóc này. Đấy, các cái phần ốc cụ giảm sóc. Rồi các phần keo chỉ, đây là số vin nhé các bạn nhé. Đấy, số vin theo xe này. Ốc cabo này. Đấy, keo chỉ, mọi thứ là nguyên bản hết. Bên Hoàng thì bán ra có bảo hành về chất lượng là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km. Đấy. Hoàng luôn luôn là mong muốn là quay một cách chi tiết nhất, để làm sao mà khách hàng dù ở xa hay gần chúng ta cũng có thể xem và đánh giá về chất lượng xe của bên Hoàng. Cái này thì chắc là bẩn thôi. Đấy. Bởi vì chiếc xe này thì được gia chủ cũng bật mí là 6 tháng thì là anh cũng đi vệ sinh. Rồi cũng như là bảo dưỡng chiếc xe, rồi vệ sinh cả khoang máy để cho nó tránh cái hiện tượng là chuột gặm hay là chuột nó làm tổ trong xe. Đây, các cái phần ốc xương đầu xe mọi thứ là nguyên zin nhé các bạn nhé. Đấy. Rất là mới luôn, thật sự rất là mới. Một chiếc xe BMW 100.000 km rồi, nhưng mà còn thật sự rất là ngon. Ok, và vừa rồi thì em Đức Hoàng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu BMW 320i 2013, một chủ từ đầu. Đấy, thì chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá vô cùng hợp lý là 665 triệu đồng. Vẫn có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 3 đến 4 năm. Chiếc xe thì bên em có cấp hợp đồng bảo hành về chất lượng xe là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km, bao gồm các tiêu chí là xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số của xe nguyên bản, hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Trước khi giao dịch, quý vị và các bạn có thể vừa đưa xe đi chính hãng kiểm tra hoặc cũng như là bất cứ gara theo chỉ định của khách hàng. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý vị và các bạn thể vui lòng liên hệ với em Hoàng theo số hotline được in trên màn hình là 097 209 9992 hoặc ấn trực tiếp theo dõi kênh YouTube của HHDC.VN để luôn luôn được cập nhật những cái sản phẩm hot, lướt và những cái dòng xe Đức chất lượng đang có mặt tại bên em. Một lần nữa Đức Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại.